Nếu có thể quay lại một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, bạn sẽ chọn thời điểm nào trong đời? Nếu như hôm hôn lễ không xảy ra tai nạn xe, có phải mọi chuyện sẽ khác không? Rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến cậu không? Tôi vẫn không cứu được cô ấy. Nếu em, cậu có thể tỉnh táo lại được không? Nếu anh, nếu như, có nếu như thì sao? Lưu Văn Tâm đâu? Không biết. Đúng thế, cô dâu đâu? Chuyện gì thế? Xin đợi cho một chút. Đúng thế, vẫn chưa tới nữa. Chuyện gì vậy? Tới rồi, cô dâu tới rồi kìa. Xin lỗi, xin lỗi. Con người có ba chuyện gấp. Cậu không uống ít nước tí được à? Cậu... được rồi, nhanh nào. Tiếp theo là đến phần bắt hoa cưới. Bắt hoa cưới thôi. Tới đi. Ba, hai, một. Là Trịnh Trạch Diễn. Trịnh Trạch Diễn, sao cậu ta lại quay về thế? Hoàng Thi Khiết, cậu về lúc nào thế? Hoàng Thi Khiết, mình thích cậu. Trịnh Trạch Diễn là diễn bao nhiêu năm rồi, sao cậu vẫn đọc nhầm tên mình thế? Xem ra người tiếp theo kết hôn sẽ là mình đây. Từ hồi cấp 3 cậu đã hay đi muộn rồi. Đến lễ cưới của người ta mà cậu cũng đi muộn nữa. Đúng thế. Nào nào, lên sân khấu đi. Lên nào. Lâu rồi không gặp. Vẫn dùng cái máy này à? Chụp không tồi đó. Cậu phải xem là ai chụp chứ. Lần này về nước cậu ở lại bao lâu? Mai cậu rảnh không? Ngày mai cậu rảnh không? Mai mình không có việc gì. Vậy mai mình có thể hẹn. Thi Khiết, cẩn thận. Cảm ơn các cậu. Dương Tử Siêu, Trịnh Trạch Diễn. Lúc trước đến môn toán cậu cũng không học nổi, giờ lại thành chuyên gia phân tích tài chính cơ đấy. Tôi cũng khá bất ngờ. Bây giờ cậu là luật sư ly hôn nhỉ? Thích lo chuyện bao đồng, chẳng khác gì lúc trước. Tôi cũng khá bất ngờ đó. Xem ra hiểu biết của cậu về luật sư ly hôn vô cùng nông cạn. Giống như cách cậu nhìn nhận những sự vật khác trên đời vậy. Liên quan quá dĩnh cậu, lo thân trước đi. Hay là hai người đứng gần lại mà nói chuyện đi. Mình đi trước đi. Các bạn lớp 12-10, mau qua đây xem nào. Xem cái gì này? Cái gì thế? Đinh Trí Hạo, thầy cung của em. Cái này là lọ thời gian sao? Em nói xem, em nhớ là từ lúc vừa khai giảng. Sao thầy vẫn còn giữ thế? Đương nhiên phải giữ chứ. Ngầu ghê, lão cung à. Ngày ngày gặp được Hoàng Thi Khiết. Quả nhiên, cậu vẫn thích Hoàng Thi Khiết. Thế nào chứ? Có muốn cố thêm không?
Cậu nhìn linh tinh gì thế? Cho cậu đó. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Cậu bảo lớp trưởng và lớp phó có cân nhắc việc đến với nhau hay không đi. Cậu xem, một chuyên gia lên kế hoạch kết hôn, một luật sư ly hôn, thầu dịch vụ yêu đương từ đầu đến cuối luôn. Cậu lắm lời quá. Cậu chỉ mong tôi biến luôn đi, không bao giờ quay lại. Trịnh Trạch Diễn, cậu căn bản không xứng với Thi Khiết. Tại sao cậu lại lắm lời, chẳng ai bằng thế nhỉ? Cậu giúp mình đi. Cảm ơn. Đi dặm phấn lại với mình. Thi Khiết, mai có nên cùng Trịnh Trạch Diễn, cậu đợi mình quay lại nhé. Tôi không ngờ Thi Khiết không bao giờ trở lại nữa. Để mình. Lớp trưởng, vẫn chưa tỉnh à? Trạch Diễn, cái này là Thi Khiết để lại. Bên trong có rất nhiều ảnh đó, cậu giữ lại mà làm kỷ niệm đi. Có những lúc tôi cứ nghĩ, những ngày tháng Thi Khiết dùng chúng tôi nộp bài tập chưa qua bao lâu, chớp mắt một cái liền. Minh Vũ, cậu bảo nếu hôm đó tôi không để cậu ấy lên xe của Dương Tử Siêu, có phải cậu ấy sẽ không chết không? Thời tiết trở lạnh, mùa thu đã đến đúng như hẹn. Người ta thường nói mùa thu là mùa hợp để gặp nhau. Bạn đã gặp người bạn muốn gặp chưa? Trịnh Trạch Diễn, sao cậu vẫn chưa đi thế? Cậu khóc sao?
Cậu làm gì đấy? Sao mơ mà có cảm giác thật thế này? Cậu đạp mình phát nữa đi. Cậu không bị sao đấy chứ? Dương Tử Siêu, cậu tỉnh rồi hay sao? Tôi thấy người nên tỉnh lại là cậu đó. Dương Tử Siêu, mặc dù đáng ghét nhưng vẫn không sao là tốt rồi. Cậu ta bị sao vậy? Thi Khiết, sao mặt của cậu đỏ quá vậy? Cậu ốm hả? Cậu ốm sao? Cậu sao rồi? Đâu có ốm gì đâu, chỉ là hơi nóng thôi. Nóng hả? Vậy mình đi lấy nước cho cậu nha. Cậu ở đây đợi mình nhé. Đừng đi. Cậu bảo nếu có một bạn nam tự dưng ôm lấy cậu thì là có ý gì chứ? Ôm cậu hả? Là Dương Tử Siêu sao? Đương nhiên không phải rồi. Giờ tự học lớp 13, bài tập văn nghệ tập thể, cả một đám cười đùa ầm ĩ, cả tầng đều nghe thấy hết rồi. Các em giỏi lắm. Cung cợp lại ăn phải thuốc gì rồi? Chính vì các em mà chủ nhiệm giảng dạy đã hủy tư cách thi văn nghệ của cả khối rồi. Nhưng bọn em chuẩn bị lâu như thế rồi mà. Đúng thế, em tập sắp gãy tay rồi. Sắp thì đại học đến nơi mà chẳng thấy các em tích cực hơn gì cả. Mấy chuyện giới gia giới dẫn thì em nào em đấy hăng hái quá. Ai tổ chức đi? Không nghe thấy hay sao? Tôi hỏi là ai? Là thưa thầy. Em đi ra. Trịnh Trạch Diễn, em có thái độ gì đây? Là em, tôi biết ngay là em mà. Không học hành, bày trò quậy phá. Bỏ mặc cuộc đời mình thì thôi đi, lại còn làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Hoàng Thi Khiết, những bạn như thế sẽ không dớ dẫn như em. Thưa thầy, là em tổ chức đó. Thi Khiết, em ngồi xuống đi. Em không cần giúp các bạn đó gánh vác trách nhiệm này. Thưa thầy, đây là hội diễn văn nghệ cuối cùng, nó rất quan trọng với chúng em. Em muốn mọi người cùng nhau kết thúc quãng thời gian cấp 3 thực viên mãn. Lỗi là của em gánh vác hết. Em Hoàng Thi Khiết, em đừng tưởng mình học hành không tồi là lớp phó là có thể lơ là. Các em mà còn học tiếp tục lơ là như vậy thì thật sự sẽ chấm dứt luôn đó. Ở thời cấp 3 này đừng có ai mong thi đậu đại học hết. Em có chịu trách nhiệm nổi hay không? Trịnh Trạch Diễn, làm gì đấy? Thầy dựa vào cái gì mà quyết định cuộc đời của bọn em? Trịnh Trạch Diễn, cậu đang làm gì vậy? Buông cậu ta ra, đánh tôi hay sao? Ngày hôm nay đây. Không sai, đúng là ngày hôm nay. Mình vẫn luôn nhớ rõ. Không phục hay sao? Trịnh Trạch Diễn, tôi nói chuyện với em đấy. Thưa thầy, việc tập diễn văn nghệ lần này là do em tổ chức à? Người như em, cấp 3 không học hành tử tế, suốt ngày cầm đầu gây chuyện, không chỉ mặc kệ thân mình còn làm ảnh hưởng đến các bạn nữa. Nhất định là thầy đang nghĩ như thế đúng không? Trạch Diễn, thầy Cung à,
Thầy nói đúng đó. Đúng là bọn em không hiểu chuyện cho lắm. Thời gian cấp 3 quý giá, không thể lãng phí được. Chúng em nên học tập thật tốt, nếu không 10 năm sau sẽ hối hận đó. Được. Nhạc cụ của các em tạm thời tôi sẽ giữ giúp. Tập trung vào học hành cho tử tế cho tôi. Cảm ơn thầy. Thầy Cung đi thông thả à? Sao đấy, uống nhầm thuốc hay sao vậy? Biến đi. Đi thôi, đi chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Nhưng mà nhạc cụ của chúng ta bị tịch thu rồi. Mình có cách. Nhanh lên, hàng nhập cụ sắp nghỉ rồi. Trẻ tuổi tốt ghê, treo từ cũng dễ như vậy nữa. Trịnh Trạch Diễn, mau xuống đây. Trịnh Trạch Diễn, đây là cách hay cậu nghĩ ra hay sao? Quả nhiên, tôi không nên mong chờ gì ở cậu mà. Sao vậy? Cậu có cách tốt hơn hay sao? Đương nhiên là có. Không cần cậu nói cho tôi biết, tôi cũng biết. Cậu đi nói lý với giáo viên chứ gì. Xuống đi. Cậu ra ngoài cũng vô ích thôi. Bị phát hiện lại càng khó xử nữa. Không thể nào, trừ khi một giây sau cung cọp xuất hiện ở dưới chân tường. Nếu không, không ai cản nổi tôi đâu. Sao lại bắt chước giọng ho của cung cọp thế? Thầy Cung à, không ngờ thầy lại phát hiện ra sớm như vậy. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Bây giờ em xuống liền đi. Là sao vậy hả? Đây đây đây, đỡ tôi một chút. Là còn định để thầy Cung đích thân đỡ tôi hay sao? Chẳng hiểu chuyện gì hết. Trịnh Trạch Diễn, em lại định trốn học đi nét nữa hả? Đúng thế, thầy nói đúng nè. Thầy bảo em đi đâu thì em đi đó. Thầy Cung à, em sai rồi. Em thực sự là biết sai rồi mà. Em hối hận quá. Em hận. Đáng ra em phải học hành cẩn thận. Em sẽ trở thành học theo các bậc tiền bối, tự răng mình học tập. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Trịnh Trạch Diễn, vụ này đợi sau kỳ thi tháng này tôi sẽ tính sổ với em. Thầy Cung còn em nữa. Em là Hoàng Thi Khiết. Sao mà cứ phải tìm đường chết vậy? Cậu ngốc hay gì? Bởi vì có nạn phải cùng chịu chứ. Trịnh Trạch Diễn, ngờ đời đó làm gì? Lên văn phòng tôi. Nếu chúng ta có thể cứ thế này mãi thì tốt. Viết kiểm điểm mà còn nghiện được hay sao vậy? Đường đường là lớp phó mà sao giỏi viết kiểm điểm quá vậy? Đây là vì mình thông minh, làm gì cũng dễ. Không phải cậu viết kiểm điểm rất nhiều lần rồi hay sao? Sao không viết được chữ nào thế? Đây là mình của ngày xưa thôi. Ừ. Chữ kính, trong kính gửi viết thế nào vậy? Dùng bàn phím suốt cho nên không quen viết. Không phải là hôm qua cậu vừa bị phạt chép 10 lần bài học hay sao? Sao đấy? Lại nằm mơ nữa hả? Ngốc nghếch. Ngày mai mình còn gặp được cậu không? Cậu lại định giở trò gì đấy? Mai vẫn phải đi học mà. Sắp đến ngày hội diễn văn nghệ rồi.
Các lớp khác đều có thể xem chiếu hội diễn văn nghệ, lớp mình chẳng có cái gì hết, chán quá chừng. Có mình cậu biết đấy à? Các em học sinh lớp 12-10, các em ra đây xem đi. Chuyện gì vậy? Sao hai cậu làm được? Cậu bảo mật mã của cung cọp là gì? Dương Tử Siêu, lần này biểu diễn xong, cậu bắt giáo viên thế nào cũng được, nhưng bây giờ thì đừng có phá. Các cậu đứng trước tủ của thầy dạy toán làm gì chứ? Tôi không cần biết các cậu quậy thế nào. Các cậu có dám động vào tủ của thầy cung thì tôi dưới tư cách lớp trưởng sẽ phản đối đầu tiên. Trịnh Trạch Diễn hát hay vào đó, để mọi người đều nghe thấy bài hát này. Tôi có năm 18 tuổi, chỉ biết kích động đấu tranh với mọi thứ, không biết những gì mình đang có quý giá thế nào. Dù chỉ là trong giấc mơ, có thể thấy lại nụ cười của Thi Khiết đã đủ lắm rồi. Cậu đang viết nhạc cho buổi diễn văn nghệ đó sao? Đúng thế, cậu muốn nghe hay không? Thi Khiết, mình vẫn luôn muốn hỏi tại sao cậu phải cố chấp với tiết mục của lớp mình thế? Bởi vì mình muốn mọi người nhìn thấy cậu trong mắt của mình. Hai cậu dẫn vào cho mình đấy, mình không lo lắng về Minh Vũ lắm, nhưng cậu Lý Gia Phàm đừng có làm cho mình mất mặt đó. Biết rồi. Ba năm trôi qua nhanh quá, mình thực sự mong chúng ta sẽ không bao giờ chia xa. Lớp trưởng à, cảm ơn. Cảm ơn tôi cái gì? Mai nhớ nộp kiểm điểm đó. Hỏng rồi, lão cung tới rồi. Bình tĩnh, chỉ cần cậu không sợ, người gặp xui không phải cậu đâu. Thầy ơi, đợi diễn xong rồi bọn em sẽ về phòng học. Cái thằng nhóc Trịnh Trạch Diễn này viết lời nhạc không tồi đó nhỉ? Thế sao thành tích môn tiếng Anh lại kém như thế không biết? Chuyện này
Đợi đến kết thúc rồi, hỏi cậu ấy giúp thầy nha. Nếu đây không phải giấc mơ thì tốt biết bao. Tôi vẫn mong là mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Hát không tôi. Em ép mọi người cùng tới đấy. Thầy Cung à, nếu trường em... Thôi được rồi, toàn dăm ba cái trò nhảm nhí. Nếu không có tôi báo trước với nhà trường thì mấy đứa có được biểu diễn thuận lợi như vậy hay không? Cảm ơn Lão Cung, bọn em cũng yêu thầy lắm. Nhãi con, không biết lớn nhỏ gì hết. Gọi ai là Lão Cung đấy? Lão Cung, cảm ơn thầy. Hình phạt ngày hôm nay chính là không có hình phạt. Nguyên nhân chỉ có một. Thanh xuân chỉ có một lần mà thôi. Đương nhiên, học kỳ mới vẫn phải thi đấy nhé. Nhanh đi, nhanh đi. Chụp này, chụp này. Nào, mình chỉnh giúp cho. Được rồi. Bài hát này, thực ra mình viết cho cậu đấy. Cho mình hả? Thích không? Trạch Diễn. Trạch Diễn. Trạch Diễn. Trạch Diễn, dậy đi. Ảnh. Tại sao bức ảnh lại thay đổi rồi? Better than